Auto 360 xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360 của chúng tôi. Nếu quý vị và các bạn nào mà chưa đăng ký kênh Ô tô 360 của chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng hãy đăng ký kênh và nhấn nút like ở phía bên dưới để ủng hộ kênh Ô tô 360 của chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến những dòng xe ô tô bán tải, những chiếc xe đa dụng thì chúng ta không thể không nhớ đến chiếc xe Mazda BT50 ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Mazda BT50. Chiếc xe nhập khẩu ạ, chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội năm 2017 ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 33.000 km rồi ạ. Sau đây, tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Mazda BT50 2016 đăng ký 2017 này. Mời quý vị và các bạn. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn xem qua về cái phần ngoại thất của chiếc xe này. Đây là bản số tự động quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe đã được chủ xe lắp thêm cái nắp thùng cao rồi đấy ạ. Nắp thùng cao và nắp thùng kín rồi đấy ạ. Bình thường là chiếc xe bán tải là thường về mua về là nó sẽ không có cái nắp thùng này. Và những chiếc xe này đã được mỗi một chiếc xe thì chủ xe đã lắp thêm những cái nắp thùng nó khác nhau. Chiếc xe này thì chủ xe đã lắp nắp thùng cao và kín rồi. Đấy, tôi sẽ quay rất là chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe đấy ạ. Đây là một chiếc xe thuộc cái dòng pick up địa hình, cho nên là tôi sẽ quay vào ở cái đúng cái nơi mà nó dành cho những chiếc xe địa hình này. Toàn bộ về phần ba đời sốc trước như mặt ca lăng, logo, đèn cụm, đèn pha, đèn gầm, đèn xi nhan này. Tất cả các thứ là đều còn rất là nguyên vẹn này, nguyên bản này. Quý vị và các bạn có thể cùng xem đây là có thể biết được là chiếc xe này là nó còn nguyên bản hay không, đã sơn sửa gì chưa đấy. Chúng tôi mua về là chúng tôi cũng không sơn sửa gì đâu. Vẫn còn đang nguyên những cái vết xước này mà do chủ xe đi đấy. Đấy. Toàn bộ là còn nguyên những cái vết xước này do chủ xe sử dụng đấy. Đây là toàn bộ về cái phần nắp thùng này, ba lần sốc sau của chiếc xe đấy. Toàn bộ về cái phần ba đợt sốc của chiếc xe này cũng còn đang rất là nguyên bản ạ. Tuy có va chạm xước sát nhưng mà nó cũng rất là nhỏ nhẹ thôi ạ. Đây, tôi ví dụ như cái vết này nó cũng là nhỏ nhẹ thôi ạ. Chưa có cái gì là đặc biệt là ghê gớm và nghiêm trọng lắm ạ. Toàn bộ những cái cụm đèn hậu này, đèn xi nhan này cũng còn nguyên bản hết ạ. Toàn bộ về cái phần cụm đèn hậu, đèn xi nhan nguyên bản hết. Và nhìn qua về cái phần ba đợt sốc sau, chúng ta cũng có thể đoạn thấy được là chiếc xe này đã được trang bị lên là camera lùi đây ạ. Đây là camera lùi. Đấy. Chiếc xe đã có camera lùi. Và đây là toàn bộ về phần cảm biến lùi của chiếc xe, cảm biến lùi về 4 mắt đấy ạ. Đấy, bên hông và bên phụ này thì có những cái vết xước đấy ạ. Vết xước mà chủ xe đã đi mà chúng tôi mua về là chúng tôi để nguyên bản, nó vẫn còn nguyên xước sát khi chủ xe sử dụng đấy. Chiếc gương chiếu hậu rất là to bản và đã được chủ xe lắp thêm một cái gương cầu. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này. Và chiếc gương chiếu hậu này cũng được ốp chrome sáng bóng đấy. Và chủ xe cũng đã dán thêm lá cờ Việt Nam màu đỏ này, chắc là vừa rồi có đi cổ vũ bóng đá. Đây là cái phần bậc cửa của chiếc xe. Phần bậc cửa của chiếc xe rất là chắc chắn ạ. Khác với những cái bậc cửa của những xe bán tải khác thì chiếc xe này là bậc cửa của nó là bậc cửa inox, cho nên là các bạn rất là yên tâm, không sợ là vỡ như những cái loại bậc cửa nhựa. Bậc cửa nhựa là hay bị vỡ. Phần lốp của chiếc xe này, dàn lốp này của chiếc xe này thì là còn đang rất là dày đấy ạ. Nếu như quý vị và các bạn mà mua chiếc xe này về thì cũng còn đi được rất là nhìn lâu nữa mới phải thay lốp đấy ạ. Vì chiếc xe này mới lăn bánh được 33.000 km thôi, tức là 3.3 vạn. Cho nên là cái dàn lốp này thì quý vị và các bạn có thể đi vô tư thoải mái. Đấy, riêng dàn lốp này thì quý vị và các bạn cứ đi thoải mái mà 3-4 vạn nữa cũng chưa phải thay đâu. Đây là
cái phần la răng đúc. Đây là chiếc phần la răng đúc của chiếc xe ạ. La răng đúc này, la răng này là la răng 17, là mặt phay đấy ạ. Riêng về cái phần ngoại thất thì tôi quay cho quý vị và các bạn, giới thiệu qua cho quý vị và các bạn như vậy thôi ạ. Sau đây tôi sẽ, chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đang sốt ruột là xem là cái phần nội thất thì nó như thế nào ạ. Tôi sẽ không để cho quý vị và các bạn phải chờ lâu nữa. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của chiếc xe ngay bây giờ đấy ạ. Chúng ta cùng bước vào khoang nội thất của chiếc xe ạ. Tay nắm là mạ chrome ạ, rất là sáng bóng ạ. Mở cho chiếc cửa của chiếc xe ra, ta đã thấy được là nhìn là cái tay nắm cũng rất là đẹp rồi đấy ạ. Đây là toàn bộ về cái phần táp bi cửa lái của chiếc xe. Tôi quay qua cái phần chỉ này cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đây là cái chỉ của xe vẫn còn nguyên bản đấy. Đấy, những cái chỉ này là nếu mà bị đâm đụng hay va chạm gì thì nó sẽ không còn cái chỉ này nhá. Chỉ này phải làm lại, nếu như mà làm lại rồi thì tức là chiếc xe đã bị đâm đụng hay va chạm. Đây, toàn bộ về cái phần ốc bản lề của cánh cửa. Ốc bản lề của cánh cửa này là đang còn nguyên hết đấy. Chưa có dấu hiệu của sự tháo ra hay là sửa chữa gì cả. Nếu như tháo ra sửa chữa thì chiếc xe đã bị đâm đụng va chạm gì rồi đấy ạ. Tuy về cái xe này chúng tôi lấy về là nó hơi bẩn một tí, quý vị các bạn cũng hết sức thông cảm là chúng tôi chưa dọn dẹp gì. Còn nguyên bản lấy chủ xe đi như thế nào thì chúng tôi lấy về là nguyên bản như thế vậy. Quan trọng là ở cái chất của chiếc xe đấy ạ. Đây là toàn bộ về phần ghế da của chiếc xe. Đây là chiếc vô lăng. Chiếc vô lăng đã được tích hợp các nút điều khiển như là điều khiển âm thanh này, điều khiển hành trình của chiếc xe, cruise control đấy ạ, tức là ga tự động ạ. Đấy, thưa quý vị và các bạn, đây là cái phần táp bi cửa sau. Táp bi cửa sau bên lái thì cũng giống như bên cửa trước thôi, keo chỉ vẫn còn nguyên. Bậc cửa đã được mạ chrome. Toàn bộ cái phần ghế sau này cũng không có, thường là không có người ngồi, cho nên là cái ghế sau này cũng còn mới lắm. Đấy, tôi sẽ mở hết các cái cửa ra để tôi quay chi tiết từng những cái keo chỉ của cánh cửa một cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cửa sau bên phụ, keo chỉ cũng còn nguyên zin, táp bi không có dấu hiệu của sự sử dụng nhiều. Sử dụng nhiều thì những cái táp bi này nó sẽ rất là bóng bẩy đi đấy ạ, nếu như sử dụng nhiều. Đấy, đây là cái phần ghế sau là chiếc táp bi bên phụ, táp bi trước bên phụ đấy ạ. Keo chỉ cũng tất cả còn nguyên hết ạ. Keo chỉ, ốc cánh cửa, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết, không có dấu hiệu của sự tháo rỡ gì cả. Nếu tháo rỡ ra thì chiếc xe này đã va chạm hoặc là có vấn đề phải tháo ra để sửa chữa. Táp lô, để tôi quay qua cái táp lô thôi, lát nữa tôi muốn lên xe tôi sẽ quay chi tiết cái táp lô cho quý vị và các bạn cùng xem nó gần hơn. Vâng, đây tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem về cái chiếc táp lô của chiếc xe này. Toàn bộ về cái phần đồng hồ của chiếc xe đây. Đồng hồ chạy chính xác là 33.000 km rồi ạ, tức là 3.3. Điều khiển âm thanh này. Toàn bộ là phần táp lô này, táp bi của cánh cửa này. Tay phanh này, tay số này. Đây là chiếc số hộp số tự động đấy ạ. Quý vị các bạn xem đi nhé, hộp số tự động ạ. Và chiếc xe này nó còn đang rất là mộc mạc, là còn bẩn nguyên. Chủ xe đi là sau những năm tháng sử dụng, từ năm 2017 đến bây giờ thì chủ xe đi thì nó cũng có bẩn rồi, đáng nhẽ nha. Những chiếc xe này mà mua về thì là phải dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà chúng tôi chưa có thời gian để dọn dẹp sạch sẽ. Chúng tôi cứ quay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem đã. Đây, giới thiệu cho quý vị qua về cái đầu DVD của chiếc xe đấy ạ. Chiếc xe đã được trang bị đầu DVD rồi ạ. Đấy, chiếc xe trang bị đầu DVD rồi ạ. Đây là chiếc đĩa DVD ạ. Tôi đang mở đầu DVD cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Rất là tiện ích cho quý vị và các bạn nếu chạy đường dài hay là có lúc nghỉ ngơi chờ đợi gì đó, ngồi lên xe này thì sẽ có cái đầu DVD này để xem và giải trí.
Nếu như trong lúc lái xe thì quý vị các bạn không nên xem hình đâu nhé, quý vị các bạn sẽ mất tập trung. Cho nên là cái đầu này chỉ để dành cho lúc nghỉ ngơi, hoặc nếu lái xe thì quý vị các bạn có thể nghe thôi. Đầu DVD này cũng đã tích hợp GPS đây ạ. GPS thẻ nhớ đây. Đây là chiếc GPS mà tức là cái định vị của chiếc xe, bản đồ của chiếc xe dẫn đường ấy. Hệ thống điều hòa đã là điều hòa tự động rồi. Đây. Toàn bộ hệ thống điều hòa này là điều hòa tự động rồi. Đấy. Quý vị các bạn có thể xem được cái xe này là nó còn chất nguyên đấy ạ. Chất nguyên chủ xe đang đi như thế nào đây thì chúng tôi chưa có mông má, chưa có trang điểm make up gì đâu ạ. Toàn bộ nó còn nguyên. Cũng có nhiều quý vị và các bạn thích những chiếc xe nó còn nguyên như thế này, nhưng mà cũng có nhiều quý vị và các bạn là muốn mua được chiếc xe về là nó phải bóng bẩy như xe mới cơ, chứ nó sẽ không bẩn như này là quý vị và các bạn không thích. Nhưng quý vị và các bạn yên tâm, hôm nay chúng tôi vừa mới mua về cho nên là chúng tôi quay luôn thì là chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có sửa chữa gì cả. Tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi để xem. Ngay buổi chiều hôm nay là chúng tôi sẽ cho đi dọn dẹp sửa chữa đầy đủ ạ. Chúng ta sẽ dọn dẹp đánh bóng lên cho nó sẽ còn rất là, để cho nó đẹp hơn đấy ạ. Thưa quý vị và các bạn, dù cái phần nội thất hay là ngoại thất nó có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cái phần không thể thiếu được, cái phần mà cũng không kém phần quan trọng ấy, đó là cái phần động cơ của chiếc xe. Đây, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn động cơ của chiếc xe đây ạ. Quý vị và các bạn chưa nên quan tâm đến cái phần động cơ của chiếc xe này nó vội đã. Đầu tiên là khi mở cái nắp capo lên thì chúng ta sẽ xem qua một vòng về cái động cơ này ạ. Đầu tiên là những cái ốc tai này. Ốc tai này, toàn bộ những cái ốc tai và ốc xương, ốc đèn đằng trước này. Xem nào là nó có đâm đụng hay va chạm gì không ạ. Đấy. Xong bắt đầu ta mới bắt đầu đi xem vào từng chi tiết của máy. Về cái phần động cơ này thì chúng tôi cũng cam kết là tất cả nó còn nguyên bản hết đấy. Chưa có tháo dỡ hay là làm gì đâu ạ. Tất cả những cái ốc này, quý vị các bạn có thể xem những cái ốc cổ xả này, ốc máy này còn nguyên, chưa có vết tháo, chưa có vết cà lê nào vào đây cả. Toàn bộ là chiếc xe này là chủ xe đang đi cho nên là chúng tôi cũng chưa dọn dẹp gì được nhiều, cho nên là nó bẩn, hơi bẩn một tí, quý vị các bạn cũng hết sức thông cảm. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là quý vị các bạn nên xem chỉ của capo nó có còn hay không. À, nếu như những cái chỉ này mà làm lại thì đương nhiên là chiếc xe đã đâm đụng va chạm. Nhưng mà nếu chỉ này là còn nguyên thì là cái việc va chạm nó sẽ không có xảy ra. Máy móc nó còn nguyên ổn đấy ạ. Động cơ này là động cơ 2.2 máy dầu đấy ạ. Đấy, tất cả còn đang rất là đẹp ạ. Máy móc rất là chất. Nếu như quý vị và các bạn có quan tâm đến chiếc xe này thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua 16 Tố Hữu, Hà Nội để xem chiếc xe này. Chúng tôi khuyến khích quý vị và các bạn đến tận nơi để xem chiếc xe này. Quý vị và các bạn có thể chạy thử chiếc xe này để trước khi mang chiếc xe này về nhà thì quý vị và các bạn có thể chạy thử kiểm tra ở mọi nơi quý vị và các bạn mong muốn. Nếu như quý vị và các bạn đã có nhu cầu muốn sử dụng chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và mua xe cũ thì quý vị và các bạn đừng tiếc thời gian đến để chạy thử chiếc xe này nhé. Đây, vừa nãy tôi quay về cái phần ngoại thất là tôi cũng chưa cho quý vị và quay cho quý vị và các bạn xem cái phần thùng của chiếc xe. Đây, tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem phần thùng của chiếc xe. Thùng của chiếc xe này cũng đang còn rất là bẩn đấy. Chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu. Đấy. Đây là cái phần thùng của chiếc xe, lắp thùng cao cho nên là rất rộng rãi. Nếu như quý vị các bạn chở hàng, chở đồ gì thì vô tư đi ạ. Hoặc là có thể đi du lịch, đi phượt những cái vali lớn khổng lồ, hay là toàn bộ, kể cả quý vị có thể mang bếp ga, bình ga to để vào trong này để đi dã ngoại. Chúng ta có thể hạ bếp ga, bình ga xuống là sử dụng những bữa ăn gia đình tại bất cứ chỗ nào quý vị các bạn muốn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip tiếp theo của ô tô 360 chúng tôi.
Thank you.